Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu để anh tham gia một chương trình góp nhận một token Exchange các bạn. Để tham gia hôm nay, mỗi link phần link mô tả dưới video của mình đã tạo ra một start cho chatbot này bạn. Rồi tất cả các bạn biết cấp trang các bạn, 54. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nha bạn. Phải các bạn đem nước. Con này trên tảng của TDS, nền tảng của chơi, của tròn các bạn. Follow từ Twitter nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè, bạn join trên chat rồi bạn bắt đáp lại rồi bạn bấm net tiếp tục còn follow từ Twitter nữa các bạn, follow nó fan nè từ Twitter thì các bạn theo dõi này các bạn like và từ tweet lên này các bạn like cái dân như tự quyết nhưng mà test lại nè rồi bạn bắt đáp lời rồi tiếp tục các bạn điền lại thông tin username tự Twitter mình các bạn mở tự Twitter mình ra thì sẽ thấy của username mình thôi còn MMO của bạn nè các bạn rồi bạn gửi cho bot nha bạn tiếp tục bạn gửi địa chỉ với TDS nha bạn các bạn dùng địa chỉ với John nha bạn John Lin vậy John Lin mình ra bấm vào cái set nè bạn. Đây là một dự án khá là tiềm năng các bạn nên làm đừng bỏ qua uống các bạn mới đích lên có khá nhiều là cộng đồng tham gia rồi các bạn mới đích là bắt đích vào các bạn gửi cho bot nè bạn Balenci thì mình đã nhận được một token nè các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.